Rồi, bắt đầu. Đừng có cục cửa lưỡi nhiều coi. Nè nè, lấy bự đi. Lưỡi là ai cộng đi à? Đục cái lưỡi là kim vô trong miệng luôn á. Thôi đã. Thôi cứ đưa lưỡi ra, hơi mở một xíu nhưng mà cũng kệ nó nha. Ok. Ơi. Nó nước tao đi đâu rồi? Cố lên. Rồi đưa lưỡi ra nha. Đưa cái lưỡi ra. Cong lên đó chị, cong lên đó. Cong lên, cong lưỡi lên. Ờ, dính miệng trên, mũi trên. Cong lưỡi lên. Đứng im nha, đứng á, để chị lên. Nó đang ở trên, đưa chân đi. Nhỏ này nó đơ cái lưỡi nó quá. Cái căng ống cái lưỡi lên. Im đi. Mất máu rồi. Thì mới xỉu quá. Rồi dở lưỡi lên. Chị bặn cho chặt. Ok. Rồi, sao không luôn? Rồi, nuốt miếng vô. Nuốt máu luôn, nuốt đi. Đúng rồi. Đau gì luôn. Nè. Cái này rất là khó. Ngậm đá vô. Xong rồi bạn ơi. Bạn nhỏ này lưỡi nó cứ đơ. Ê mày nói chuyện coi, con có nhầm không? Không.